Xin nhân ái kính chào tất cả quý vị quan khách, các bạn thân yêu đã đến viếng đám tang của nghệ sĩ tài danh Thanh Tú và người vợ rất dễ thương Trang Bích Liễu. Tôi xin được phép nói đôi lời với mọi người và với gia đình. Các bạn ơi, tôi đến hôm nay là đêm cuối cùng, và hôm trước tôi có đến một lần rồi, cũng có đưa những hình ảnh cho các bạn xem. Cảm ơn thật nhiều những tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi và các bạn anh em YouTube, rất là thương gia đình của anh Tú đến đây chia sẻ. Mà các bạn cũng hiểu là một điều là các anh em YouTube này thật là khó khăn ra các bạn, chứ không phải đơn giản mà muốn làm YouTube được đâu các bạn. Trước khi muốn làm YouTube thì phải hiểu là mình làm cái gì và mình đưa hình ảnh gì đến mọi người, và mọi người có chấp nhận hay không, rồi còn kỹ thuật của mình nữa các bạn, nó cũng khó, chứ không phải là nói ai làm YouTube nhảy lên làm được đâu mà khó. Khi mà anh Phương làm rồi mới thấy là một điều khó khăn chứ không phải dễ. Cũng chia sẻ với các bạn vậy. Cảm ơn các anh em YouTube ha. Và nói gia đình Thanh Tú thì thôi, hôm nay là đêm cuối cùng để tạm biệt tiễn đưa người anh của mình, rất là thân tình. Thì thôi bây giờ anh nằm đó coi như xong rồi đó, hết tuồng rồi. Bây giờ nói với các bạn là cái gì các bạn biết không? Thương anh Thanh Tú là đến đây là hết rồi đó các bạn. Tình cảm mình là chấm dứt rồi đó, anh đã nằm yên rồi. Nhưng còn ở lại thương cái người vợ, đó là người nghệ sĩ Trang Bích Liễu. Các bạn biết không, Duy Phương muốn nói điều này là các bạn, khi mà một người chồng bệnh nằm đó mà người vợ phải lo chăm sóc như vậy, cái điều đó mình phải thương cái người vợ nhiều hơn các bạn. Thật tình là anh cũng có suy nghĩ, và Thanh Tú thì mình thương, nhưng mà hạnh phúc của Thanh Tú là gì các bạn biết không? Thanh Tú là tôi chưa bao giờ nghe nói Thanh Tú có bồ hay có vợ bé các bạn. Thanh Tú cũng thương Trang Bích Liễu thật một mực các bạn. Ngày xưa anh em đi hát chung là tôi cũng thấy điều đó rõ ràng. Thanh Tú thương Trang Bích Liễu và cũng không có mèo mỡ gì hết, một vợ một chồng rất là chân tình. Thì thôi bây giờ số phận anh đến đây thì anh nằm ở đi coi anh hết tuồng rồi đó, anh hết tuồng rồi. Bây giờ cái người vợ, các bạn ơi, xin nói được một điều này các bạn. Tôi từng chăm sóc cho cha mẹ, cho anh em trong gia đình bị bệnh hoạn một hai ngày thôi các bạn, là thấy vất vả và khó khăn, mình muốn bệnh luôn. Cái người bệnh nó không biết sao, chứ còn mình mà chăm sóc rồi mình muốn bệnh luôn các bạn. Cho nên là một người vợ mà chịu cay đắng lo cho chồng đến mười mấy năm như vậy, thì các bạn thấy không, cái tình cảm đó mình phải nói là thương Trang Bích Liễu nhiều hơn nữa, nhiều thật nhiều luôn các bạn. Người vợ rất là tận tụy. Trời ơi, đây nè các bạn, tôi nói mỗi lần Trang Bích Liễu khóc là tôi không nói được các bạn. Tôi rất nghẹn ngào các bạn, và tính tôi thì cũng tình cảm các bạn, mặc dù tôi diễn hài gì đó nhưng mà tôi rất tình cảm. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng thôi thì những khoảng đời còn lại của Trang Bích Liễu, mong rằng các con cũng có ba đứa con và ba đứa heo nữa Liễu. Gì hả? Thì thôi bây giờ con ai cũng biết, nhưng mà là cũng con mình bây giờ là con chung như vậy thì chú Phương xin khuyên các con là một điều hết sức là chân tình. Bây giờ còn mẹ lại thì các con nên làm cho mẹ mỉm cười, một người mẹ hết sức là tận tụy lo cho ba mình bệnh hoạn nằm đó. Các bạn ơi, tôi nói mà tôi giận ốc các bạn, lo cho một người chồng mười mấy năm không phải đơn giản đâu các bạn, cực kỳ khó khăn và cực kỳ khổ hạnh các bạn. Mà người vợ này đã lo cho chồng như vậy thì thật tình mà nói, tới bây giờ tôi vẫn thương quý Trang Bích Liễu. Và thú thật cho các bạn, suốt đêm qua tôi ngủ 2 tiếng rồi các bạn. Tôi chỉ nghĩ ám ảnh, ủa Trang Bích Liễu lo cho Thanh Tú như vậy. Trời ơi, mình mà chẳng may bệnh vậy, vợ mình có lo đến mười mấy năm không trời, hay là đạp cho mình chết ngắt luôn. Các bạn cũng khó khăn lắm các bạn, không phải ai cũng có tình cảm dạt dào vậy đâu các bạn. Cho nên là thôi, một lời khuyên sau cùng, các con nên thương mẹ các con và bao giờ cũng làm cho mẹ mình mỉm cười, và kính chúc Trang Bích Liễu quãng đời còn lại đầy đủ sức khỏe và sống vui với con. Ba đứa con của Thanh Tú rất là có hiếu mà rất là lễ phép lắm, rất là thương lắm.
Rồi, thôi Duy Phương cũng rất là mừng cho chị và cảm ơn những tình cảm đó. Thôi chị cứ vui vẻ, những gì qua đi rồi thì mình gác lại đó, rồi mình tiếp tục quãng đời còn lại chị ha. Rồi, cảm ơn chị thật nhiều. Rồi, thương chị. À, các bạn ơi, và bây giờ tôi thì hôm nay đến đây cũng tạm biệt anh Tú và xin được hát một ca khúc mà rất lâu rồi không hát các bạn. Rất lâu rồi, hát hồi đời năm 1972 nè các bạn. Nhưng bây giờ xin phép hát lại ca khúc được mang tên Nếu Mai Này. Mời các bạn nghe sau đây nha các bạn. YouTube có bản quyền không nha. Nếu mai anh chết, xin em đừng buồn, đừng nhớ em. Xin em đừng, đừng thương, đừng tiếc và đừng than, đừng khóc. Em đi trên con đường dài hàng me đô la xưa mình vẫn làm. Đừng xin em đừng đốt nén nhang hồng để hình ảnh lành với chân thành, và đừng xin em đừng làm bao bia đá you.
Phạm Tình Diêu. À, thật là một bài hát mà tôi hát tôi còn giận ốc lắm các bạn. Mỗi lần tôi ca tình cảm tôi giận ốc lắm các bạn. À, thì thôi đêm nay là đêm cuối. Và các bạn còn muốn tôi hát bài nữa không ạ? Cá cổ mà. Rồi, rồi, từ từ. Bây giờ xin phép anh Tú. Các bạn ơi, nói cho người âm anh thôi nha các bạn. Mặc dù là hát ghép chánh, tình cảm là ghép chánh, rất dạt dào, yêu thương, nhưng ngoài đời nói chuyện rất vui, rất hài các bạn. Thì bây giờ xin tặng đến các bạn một ca khúc mà tôi rất thích, mong rằng các bạn sẽ thích nha các bạn. Ca khúc này thì chắc là các bạn cũng không lạ lùng gì. Mình hát cái đám tang thì nó cũng không phải, nhưng mà thôi, hát một bài để gợi nhớ đến cái tấm lòng mình đối với Tú được rồi các bạn. Bây giờ mình xin hát một ca khúc mà các bạn cũng yêu cầu. Mời các bạn nghe Phong Cách Người Chơi các bạn ạ. Các bạn ơi, chú ơi, tiếp tục hát cái bài ca cổ nha các bạn. Các bạn ơi, đám tang thì thôi thì hồi nãy mình hát bài buồn rồi, giờ có bài cho nó có không khí các bạn nha. La cho anh Tú thức dậy nha Tú ơi, thức bằng thân hồn nha Tú ơi. Dẫu mà khi bỏ, giờ tiền đâu có thiếu, tình yêu không dám tiêu, ai mà dám mua. Nhà giàu nước vách, chắc gì đã có phong cách của một dân chơi, thời nay người ơi. Kèo mà chơi chất, nhiều hơn ok, sống bất bao vung, thật tâm tư tế. Chơi nào tính toán, không bao giờ ai oán, tuy nghèo thế thôi, nhưng chơi thì chơi chất. Chơi chất nhiều hơn vô kể, sống rất bao dung, thật tâm tư tế. Chơi nào tính toán, không bao giờ ai oán, tuy nghèo thế thôi, nhưng chơi thì chơi chất rồi. Phong cách người chơi ai đón được người ơi, khi ta mới chơi ta đâu hiểu được tính người. Chỉ khi ta chơi ta mới hiểu anh người ơi. Qua dòng đời sẽ khắc ghi, không cần chứng minh hay suy nghĩ.
Cảm ơn các bạn thật nhiều, cảm ơn các bạn thật nhiều. Và xin tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn thầy Tú. Hôm nay thì em cũng hát một bài hát rất sâu lắng được gửi đến anh, và thêm một bài hát nữa tặng cho các con anh. Thì mong rằng cái tình cảm đó sẽ được quý vị các bạn thông cảm và thương. Một là thương anh Tú, hai là thương những đứa con còn lại. Cảm ơn các bạn thật nhiều nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Cảm ơn các bạn thật nhiều các bạn. Xin thay mặt